Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và bây giờ thì các bạn thấy xung quanh điện thoại của mình đang LED chạy không? Rất là đẹp, đổi màu liên tục. Nếu như các bạn cũng muốn có cái giải LED chạy quanh điện thoại như thế này thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần theo dõi video của mình thôi. Và bây giờ thì bắt đầu nào. Ứng dụng này có tên là Borderline. Mình sẽ để đường link trong mô tả để các bạn có thể tải về. Còn nếu như mình không để thì các bạn comment nhắc mình nhá, mình sẽ bù cho các bạn sớm. Tại này mình hay quên quá, già rồi các bạn ạ, chết rồi. Và cái ứng dụng này ấy, thì cách dùng nó rất đơn giản. Khi mà bạn truy cập vào lần đầu tiên, bạn sẽ có một chữ Active to đùng trên màn hình. Bạn nhấn vào chữ Active, sau đó chọn phần đặt hình nền. Thì mình khuyên các bạn là nên dùng làm màn hình chính thôi, không nên dùng làm màn hình khóa. Tại vì thứ ra màn hình khóa mà chạy này trông nó cũng chẳng có ý nghĩa. Khi mà tí nữa bạn tắt phập phát màn hình đen xì. Nên là mình khuyên đặt màn hình chính thôi. Sau khi bạn set hình nền xong thì bạn sẽ vào giao diện chính như mình đang có ở đây. Mình sẽ đi từng phần một. Đầu tiên là Cycling Speed. Cái này là gì? Cái này chính là các bạn sẽ điều chỉnh tốc độ chuyển nhanh và chậm. Ôi trời ơi, ôi chạy này, các bạn thấy chạy không? Cái này nó giống cái gì nhở? Mình không biết nó giống cái gì cả nhưng chạy nhanh lắm. Nó giống cái game mà ngày xưa mình từng chơi, kiểu như là game nuôi máy bay ấy, đặt máy bay chạy 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 chạy. Cho chạy nhanh này các bạn dễ nhìn nhá. Border size là gì? Nếu mình kéo to đùng thì cái border nó dày thế này. Nhưng mà các bạn chỉ nên kéo làm sao mà nó vừa, nó không bị lẹm vào cục pin của bạn. Đấy là cái tối ưu nhất. Đây mình sẽ kéo để không bị lẹm vào cục pin. Tiếp theo là phần border size on lock screen. Cái này thì bạn nào dùng lock screen mới cần chỉnh. Nó sẽ chỉnh độ to nhỏ của border khi đang ở màn hình lock. Border radius bottom. Chỉnh cái phần ở dưới của bạn này. Đây này, các bạn thấy không, mình bóp này, ở dưới của mình nó bo cong vậy này. Cái này để bạn chỉnh ôm theo màn hình của bạn. Còn màn hình của mình á, thì mình phải để thế này này các bạn này. Đây nó mình đúng chuẩn này. Đó, màn hình của mình chả cong chả keo gì cả, nó đều vuông này mà. Tiếp tục là phần border radius, chỉnh ở trên. Các bạn sẽ chỉnh độ cong ở trên. À, ứng dụng này có một cái cực kỳ hay mà mình quên mất nói các bạn. Nó có thể giả lập tai thỏ. Wow, điện thoại của mình có tai thỏ luôn, cực kỳ xịn sò. Mặc dù là mình không thích tai thỏ nên mình lại tắt xừ cái tai thỏ đi. Ở đây bạn sẽ có một số cái thông số để chỉnh về tai thỏ. Đây là chiều ngang, chiều dọc này, rồi là uốn trên, uốn dưới. Đây mình sẽ chỉnh cho các bạn xem từng cái thông số một cái tai thỏ này các bạn chỉnh nhá. Đầu tiên là về cái độ ngang này, to dài bé lại này. Mình thì thích tai chỉ bé bé này thôi, gươm tai to làm gì. Tiếp tục là chỉnh về cái độ lõm xuống. Các bạn thấy ngắn ra xong lại à đâu, ngắn lại dài ra giống một số thứ không đấy, thôi mình để cái này nhá. Nó mất rồi. Ok, tiếp theo là phần radius top. Đây mình sẽ chỉnh luôn để các bạn nhìn cái độ bo của nó. Đó thì nó bo cho các bạn. Đây này, nó bo phần trên này. Nhưng mà mình thì mình thấy là cái bo này nhiều khi nó kiểu không cần thiết ấy, chúng ta nên để cái tầm thường thường thôi. Thế nhưng mình đã truy cập nhầm một cái gì đó rồi. Đấy, mình thích nó vuông cái này này. Đây là phần bo ở dưới các bạn có thể chỉnh được. Nào để mình xem. Ok, như thế là đẹp nhất. Và cuối cùng là đến phần vát cạnh. Thôi cho nó tròn tròn đi chứ mình chưa thấy cái tai thỏ nó vát cạnh cả. Ok, thì đó là phần chỉnh tai thỏ. Và các bạn nếu như không thích cái màn hình màu đen này, bạn có thể ấn vào phần background image. Sau đó là bạn chọn hình ảnh bất kỳ nào đó để làm. Mình xem ảnh nào đẹp nhá. Ví dụ như mình có cái ảnh này đi. Wow. Ok, và như vậy thì mình đã chọn xong phần mềm tự động điều chỉnh luôn. Đấy các bạn thấy không? Nó thành hình nền của mình luôn và hình nền này sẽ auto là bị tối đi. Thì các bạn hãy cân nhắc trong cái việc là chọn cái này. Còn video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì có thể một like và một sub cho kênh của Siêu Thuật nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.